Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Vlog. Và một tuần rồi mình mới có thời gian để ngồi vào máy cũng như là chia sẻ với anh em một câu chuyện. Ok, thì tuần vừa rồi thì gần như là cả tuần mình không ở nhà mấy, tại vì mình phải trông con mình ở trong viện. Đấy, em bé đã bị ốm và đã phải nằm viện từ thứ 7 tuần trước cho tới đến thứ 6 tuần này. Đấy, nên hôm nay mình mới có thể ngồi đây để tiếp tục chia sẻ với anh em. Nói chung là cái chuyện mà ở trong viện trông mấy đứa trẻ con thì nó rất là mệt mỏi, thực sự là như vậy. Đấy, là cứ ban đêm thì mình sẽ phải vào buổi tối khoảng 8 giờ tối mình vào trông con. Đấy, sau đó thì 6 giờ 7 giờ sáng thì mình lại quay về nhà để người nhà vào trông thay. Đấy, liên tục như vậy trong vòng một tuần. Đấy, và cảm giác rất mệt mỏi. Thực sự là cảm giác sau một tuần liền, cảm giác nó thực sự là nó kiểu đầu óc kiểu mình nó lùng bùng ấy. Nhưng mà ok, dù sao thì mọi việc cũng đã êm xuôi rồi. Hôm qua thì con mình đã xuất viện về nhà rồi, thế nên là mình cũng có thể tiếp tục yên tâm làm các video như là làm vlog, chia sẻ về mô hình, chia sẻ về cuộc sống dành cho anh em. Ok, thì đấy là câu chuyện của mình trong tuần vừa rồi. Không biết là anh em trong tuần vừa rồi thì có đi học đi làm ra sao. Đấy, kể từ cái vlog cuối cùng của mình, mình review cái con Godzilla 1989 ấy, thì hôm đến hôm nay đã tròn một tuần rồi đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review mô hình tiếp. Ok, hôm nay chúng ta sẽ review mô hình tiếp. Và rất nhiều bạn đã có yêu cầu mình là hãy review con Destoroyah, một trong những con có thể coi là một trong những cái con quái thú có thể coi là Ultimate Foes, tức là con kẻ thù tối thượng của Godzilla. Và thực tế nó cũng là kẻ thù tối thượng của Godzilla trong thời đại Heisei. Đấy, ra mắt năm 1995 trong bộ phim Godzilla vs Destoroyah. Thì có lẽ là trong gọi là trí nhớ của nhiều bạn đó, một trong những cái phim các bạn ấn tượng nhất chắc chắn sẽ là phim Godzilla đối đầu với Destoroyah. Thì mình cũng đã sau rất nhiều công sức ấy, mình đã sở hữu được một con Destoroyah. Đây, ok, mình sẽ mang vào đây cho anh em xem. Và đây chính là hộp của Destoroyah Special Caliber đến từ SH Monster Art của Bandai. Một trong những mô hình mà để sở hữu được nó phải tốn rất nhiều công sức. Cái con này mình cũng đã phải đặt ở bên nước ngoài khá là lâu. Đấy, và phải có sự giúp sức của rất nhiều các bạn ở trong cái hội chơi Godzilla mới có thể sở hữu được. Tại vì con này nó đã ra mắt một khoảng thời gian tương đối dài rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì hàng còn nguyên, còn hộp đấy ở trên thế giới. Và còn nguyên vẹn cả hộp, cả con mô hình trên thế giới giờ là rất hiếm. Và đây chính là mô hình của Destoroyah phiên bản Special Caliber. Trước đây ấy, nó đã có một phiên bản, đó là phiên bản thường, phiên bản Original World. Nhưng phiên bản đó thì gần như không thể mua được. Đấy, phiên bản đó thì gần như không thể mua được. Và đây thì mình có trong tay đó là mẫu Special Caliber, là mẫu sau này mà bên Bandai họ sản xuất thêm. Thường thì khi mà chúng ta chơi những cái dòng như là SH Monster Art này, chơi cái dòng mà mô hình về Kaiju này ấy, thì nó sẽ có một cái đặc điểm là đầu tiên ấy, họ sẽ ra một cái gọi là First Release, họ sẽ ra Original Version là bản gốc. Sau đó thì khoảng một vài năm sau đấy thì họ sẽ ra phiên bản màu đặc biệt đấy, Special Caliber, chúng ta hay gọi là phiên bản SCV. Đấy, SCV là viết tắt của Special Color, tức là SC và V là Version. Đấy, tức là phiên bản màu đặc biệt. Thì thường là những phiên bản màu đặc biệt này, màu sẽ tức là nó sẽ đặc biệt hơn so với những phiên bản mà ra mắt lần đầu tiên. Ví dụ như là con King Ghidorah năm 2019 ấy, thì đầu tiên ra thì bên Bandai họ sẽ để một cái màu nó vàng nhạt nhạt đấy, nhưng về sau thì họ ra một cái màu đúng kiểu vàng ròng là phiên bản SCV. Và phiên bản SCV thường là sẽ đắt hơn so với phiên bản chính gốc mới ra. Đấy, ok, thì đây chính là Destoroyah và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau review con quái vật, con Kaiju được coi là kẻ thù tối thượng của Godzilla trong thời kỳ Heisei. Một trong những con quái vật mà có thể nói rằng là nó đã gây ra rất nhiều sự khó khăn dành cho Godzilla, và thậm chí nó còn lấy mạng một thành viên trong gia đình của Godzilla nữa. Và chúng ta cùng nhau đến với Destoroyah nha. Ok, trên tay mình lúc này đang là cái hộp của Destoroyah Special Caliber. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là đến từ trong bộ sưu tập Bandai Collector Shop, một trong những gọi là cái logo mà thể hiện một cái độ hiếm của cái mô hình này. Và mô hình này mình sở hữu với một cái giá khá cao. Đấy, mình sẽ xin giữ bí mật. Và con này được sản xuất năm 2017 với trong cái series 2017 và có tem Destoroyah. Đấy, để biết đây là hàng chính hãng, made in China và được bản quyền của Toho
công ty sản xuất ra, công ty nắm bản quyền của Godzilla. Và ở mặt trước của cái hộp này chúng ta nhìn thấy ngay đó là hình của Destoroyah, một trong những con quái vật có thể coi là biểu tượng của cái dòng game, dòng phim Godzilla này. Một con quái vật được tạo nên bởi rất nhiều các loài giáp xác. Nếu mà nói về lịch sử con Destoroyah này thì con Destoroyah này nó là một cái sinh vật được đột biến từ rất nhiều các loài giáp xác sau khi mà cái nó chịu một cái vụ nổ từ cái quả Oxygen Destroyer năm 1954. Đấy, khi mà con Godzilla được đột biến thì cùng vào thời điểm đó thì con Destoroyah này nó được đột biến ở cái form đầu tiên. Nhưng cái mà cái con chúng ta có trong hộp này đây là final form, tức là perfect form, tức là form cuối cùng, form hoàn hảo. Bởi vì con Destoroyah này từ khi mà nó sinh ra nó đã tiến hóa vài lần rồi. Đấy, ok, đó là hộp mặt trước. Bên tay trái của hộp thì cũng là chữ Destoroyah thôi. Ở đằng sau chúng ta sẽ có hình của con Destoroyah này. Và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là nó sẽ có đó là hình ảnh toàn diện của nó ở đối với cái con này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là hình của Destoroyah này với một màu sắc rất đẹp, một số những cái phụ kiện nhỏ nhỏ. Ngoài ra thì đây là hình của Destoroyah khi mà đứng thẳng. Đấy, hình Destoroyah khi mà chiếu cận. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp của Destoroyah nha. Ở phía dưới đáy thì các thông tin của con Destoroyah này sẽ để ở dưới đáy. Đấy, các thông tin về cái sản phẩm này được để ở dưới đáy nha anh em. Cái hộp này thì nó theo kiểu phong cách đợt 2016-2017 của Bandai. Thế nên là nó làm cũng khá đơn giản. Nó không quá diêm dúa như một số những cái hộp của cái đợt 2018 sau này. Đấy, từ cái đợt 2018-2019 thì con này được làm nó trông nó gọi là xịn sò con bò hơn. Mấy cái hộp nhìn xịn sò con bò hơn. Đấy, ok, ở trong này chúng ta có đó là Destoroyah. Wow, con mô hình nhìn rất to ạ, trông đẹp thật sự. Và bây giờ mình sẽ bỏ ra nha. Và trong cái vỉ nhựa này rất khủng. Đằng sau thì nó có một vỉ nhựa phụ nữa. Và trong vỉ nhựa phụ này thì là đựng một cái đuôi, đựng cái đuôi của Destoroyah. Và đây là một trong những con mô hình rất lớn của Bandai, một trong con hình mô hình rất lớn của dòng SS Monster Art này. Đây là một dòng mà mình cũng đã sưu tập rất nhiều rồi của dòng Godzilla. Và có lẽ anh em không lạ gì với cả cái dòng này. Ok, con dê. Cái con Destoroyah này mình mua ấy, nó không phải là một con mới tinh 100%, mà thực ra thì con này nó là một con mà thuộc hàng trưng bày. Bởi vì bây giờ cái con này ra từ năm 2017 rồi, thế nên bây giờ để mà mua được một con mới tinh 100% thì gần như là không có, mà thường là những con này họ đã bay chơi qua rồi. Cái hồi 2017 thì mua con này chắc là nó rơi vào khoảng $300. Đấy, nhưng bây giờ thì tất nhiên để sở hữu nó thì sẽ không có cái giá đó, chúng ta sẽ phải mất nhiều tiền hơn. Ui, con này dán kỹ thế nhở. Ông bán hàng, con này là mình mua ở một cái thị trường, mình mua ở bên Nhật. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái phụ kiện của Destoroyah. Đây là một số cái xe, đây là một số cái xe, một số cái xe tăng nho nhỏ. Đấy, một số cái xe tăng, xe bắn băng, xe bắn nhiệt. Ở trong bộ phim Destoroyah đấu với cả Godzilla thì con Destoroyah này nó đã gây rất nhiều khó khăn dành cho Godzilla. Và đây thì mình có Destoroyah. Ui, bị dụng mất một phần cánh rồi. Khá cồng kềnh. Khá cồng kềnh, mô hình rất lớn, tương đối cồng kềnh. Ok, một mảnh của cái cánh nó bị rụng ra. Và bây giờ thì mình sẽ phải gắn cái mảnh của cái cánh này vào. Ok, và hy vọng là nó sẽ không bị gãy. Vừa vào phát ra rụng ra luôn. Rụng ra luôn anh em ạ. Rụng ra luôn, khá căng. Khá căng. Và bây giờ mình sẽ phải gắn nó vào trước đã. Ok, phải rất cẩn thận nếu như không muốn nó bị gãy. Phải rất cẩn thận nếu như không muốn một cái phần của cái cánh ấy bị gãy. Một con mô hình trông thực sự là ngầu. Quá ngầu luôn. Quá kinh khủng. Destoroyah. Quá kinh khủng. Khủng không anh em? Con này nó quá khủng luôn ấy. Và đây là cái cánh. Cái cánh nó làm theo kiểu nó xếp các cái tấm nhựa vào với nhau. Đấy. Ui, nhưng mà cái khả năng mà bị rụng ra là khá cao. Ok. Cái này là do cái kiểu thiết kế cũ của Bandai thì họ làm nó kiểu nó hơi bị lỏng một chút như vậy. Cái kiểu thiết kế cũ này nó rất là dễ làm cho các cái nếp của cái cánh ấy nó bị rơi ra. Và khi mà chơi thì chúng ta sẽ phải rất cẩn thận. Ok, và vẫn chưa thể nào mà nhét được cái tấm đấy vào.
Ok, và sau một khoảng thời gian ngồi fix lại cái cánh của nó bị rụng ra một miếng thì mình cũng đã có thể gắn được cái cánh nó vào đúng chỗ rồi. Và khá cồng kềnh, các bạn có thể nhìn thấy quá ngầu luôn. Và một con mô hình phải nói rằng độ ngầu nó quá cao ạ, khủng khiếp luôn. Nha, ở đây thì mình còn một cái chưa gắn, đó là cái đuôi. Và cái đuôi rất to đến từ Destoria. Và chúng ta có thể nhìn thấy là con này được làm thực sự là trông nó rất khủng luôn. Ở trong truyện thì ở trong bộ phim Godzilla vs Destoria thì Destoria cao tới 120m và nặng 80.000 tấn. Đó là cái thông số. Thực ra thì nếu mà so với những con Godzilla hay những con của thời kỳ Legendary sau này thì có vẻ như là cái chỉ số này nó không phải là quá ấn tượng, nhưng mà thời đó thì đây là một chỉ số rất là ấn tượng. Ok, ở đây chúng ta còn một cái đuôi nhá. Đấy, đây chúng ta còn cái đuôi của Destoria và bây giờ mình sẽ gắn vào đuôi. Các bạn sẽ thấy là trông nó khá giống càng cua, tại vì con này nó là con giáp xác mà anh em. Con Destoria này nó đến từ nó là một loài giáp xác. Đấy, ok, chúng ta còn cái đuôi và bây giờ mình sẽ gắn cái đuôi vào. Mình sẽ gắn cái đuôi vào nha. Và ok, một phát ăn ngay. Một phát ăn ngay cái đuôi anh em ạ. Và đây chính là con Destoria. Và điểm qua một chút về ngoại hình đi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ zoom để gần vào cho anh em cùng nhìn thấy. Thì cái miệng của Destoria này nó sẽ có cái đặc trưng của những con kaiju quái vật của thời Heisei. Đó chính là bên ngoài cái hàm của nó thì nó sẽ còn có những cái răng phụ ở bên trong. Đấy, nó sẽ có những cái răng phụ ở bên ngoài. Ui, lại rơi cánh rồi, trời ơi. Và mô hình này nó hay bị rụng ra quá. Thật ra những cái mô hình của Esas Mosora này chúng ta chơi thì cái chuyện bị rụng ra này là chuyện bình thường. Tôi chơi này nhiều, tôi quen rồi. Và này nó rụng ra là chuyện bình thường. Có thể là do cái khớp hoặc là cái các cái chốt của nó sau kiểu một thời gian chơi nó bị mòn, hay là chuyện mà nó bị gọi là rụng ra là chuyện hết sức bình thường. Đấy, rụng ra là chuyện hết sức bình thường thôi. Và nếu như mà nó không rụng ra thì mới là lạ. Và nó không rụng ra mới là lạ. Và ok con dễ. Ok, gắn chặt vào thôi. Và chúng ta chỉ có cách gắn chặt và ít động đến thôi. Ok, cái con này ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là ở bụng của nó có một cái phần. Cái phần này gọi là Flora. Thì cái phần này nó là một cái điểm yếu của Destoria này. Trong phim thì Godzilla tấn công vào trong cái phần này khá là nhiều và gây rất nhiều sát thương lên Destoria. Cái nhựa mà để làm con Destoria này ấy, cá nhân mình đánh giá là sờ rất sướng, sờ rất phê. Đấy, sờ rất phê luôn, sờ gọi là đỉnh của chóp. Cái tay này của Destoria thì cũng có thể dạng mấy cái móng này ra được. Đây, chúng ta có thể điều khiển cái tay này dạng mấy cái móng này ra được. Cái cánh của con này ấy, thì nó sẽ theo kiểu đúng. Đối với bạn nào mà bảo này giống càng cua ấy thì nó cũng rất là đúng. Tại vì là con này nó là con giáp xác mà, thế nên là cái tạo hình của nó đúng như kiểu là mấy con tôm, mấy con cua đột biến ấy anh em. Đấy, tôm cua đột biến. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó còn có những cái gai phụ đó, cái phần chân nó làm rất là khủng. Đấy, phần chân nó làm rất là khủng. Tôi không biết tại sao cái con này nó to và nó nặng như thế này mà trong phim nó vẫn có thể bay được. Đấy, trong phim nó vẫn có thể bay được bình thường. À, mô hình của Destoria quá đẹp luôn. Quá đẹp. Và đây là cái sừng, đây là cái sừng của Destoria. Và cái sừng này thì nó sẽ có một cái chiêu gọi là laser horn, tức là cái chiêu nó tụ cái năng lượng của nó. Cái con Destoria này nó có một cái đặc điểm là nó có thể gọi là hút được DNA, tức là hút được sức mạnh của Godzilla. Sau đó nó sẽ tụ vào cái sừng này để tung ra một đòn tấn công. Đấy, tung ra một đòn tấn công quyết định. Thì thậm chí là Godzilla đã bị áp đảo bởi Destoria ở trong phim. Và sau đó thì cần đến cái sức mạnh của dạng Burning để mà có thể đánh bại được con Destoria này. Đấy, cái tay của nó thì cũng hơi giống như càng cua. Nhưng mà con này thì về cái biên độ của tay thì nó cũng không phải là quá linh hoạt đâu. Đấy, biên độ của tay tại vì là cái phần khớp vai nó khá nặng, chứ kể là nó có một đôi cánh khá lớn nữa. Đấy, đôi cánh nó khá lớn. Ui, loanh quanh một lúc lại rụng đuôi rồi. Và loanh quanh lúc lại dụng đuôi ra. Đuôi này khá dễ gắn vào nhưng có vẻ như là nó cũng không được chắc cho lắm. Thì cái con này thì đây là cái phần cánh mà mình phải fix vào đây. Và đây là cái cánh của nó. Cánh của nó bao gồm rất là nhiều lớp. Đấy, và nó là những cái miếng tách rời. Và những cái miếng tách rời chứ không phải là miếng liền, giống như là những cái con kaiju khác. Đấy, nó là những cái miếng tách rời. Ở đây thì chúng ta, cái cánh của nó thì thật ra nó là xếp vào nhau như thế này. Và tôi không hiểu sao con này nó lại bị bật ra. Cái cánh của nó đúng ra nó sẽ phải xếp vào những cái khe như thế này. Và những cái tầng, những cái khe được xếp lớp vào nhau như thế này.
Đấy, và đây là con Destoroyah nha anh em nhá. Và một con quái vật rất khủng. Và trong bộ phim Destoroyah vs Godzilla ấy, thì con Destoroyah này ấy, nó đã tiêu diệt và nó đã giết cái con Godzilla Junior, tức chính là con của Godzilla. Thực ra tôi cũng chả biết là con hay là em hay là gì đấy, nhưng mà nó đã tiêu diệt cái con Godzilla Junior. Và điều này nó đã đánh vào cảm xúc của Godzilla và khiến cho Godzilla kiểu bị tổn thương ấy. Đấy, khiến cho Godzilla bị tổn thương. À, anh em nhìn này. Và cái chân của nó trông đỉnh không? Và một mô hình trông rất to và nặng. Thực sự đây là một trong những con kaiju mà cá nhân mình đánh giá tạo hình của nó quá xuất sắc. Ở phía đằng sau của con Destoroyah này chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái đuôi. Đuôi con này thì nó theo dạng là bự. Đấy, nhưng mà phần chóp đuôi thì nó lại ngắn lại. Và đuôi nó thì sẽ có một cái càng. Cái càng này thì chúng ta sẽ không thể cử động được. Đấy, càng này nó sẽ nối vào như này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không thể cặp vào được. Đấy, không thể dùng để kẹp vào được. Và con này khi mà đứng ấy thì nó sẽ, cái chân của nó mình sẽ phải chỉnh cho nó làm sao nó đứng để không gây áp lực lên quá nhiều lên cái đuôi. Nếu không thì đuôi nó sẽ bị rụng ra. Phần sống lưng của nó làm rất là đẹp. Đấy, phần sống lưng của nó làm rất là đỉnh, sờ rất sướng. Và con này ấy, thì nó có cái màu đỏ đỏ. Đấy, màu đỏ đỏ. Cái con Destoroyah mà phiên bản gốc ấy của Essas Monster Art ấy thì nó không có màu này. Màu này là màu SCV, là màu tôi hay gọi màu này là màu cua luộc, tôm luộc. Nói chung là con này thì phải nói là trông nó rất khủng. Đấy, một trong những con nhìn nó quá đỉnh luôn. Một con này nhìn nó không thể nào mà chê vào đâu được. Tất cả những cái tạo hình các thứ của nó phải nói rằng trông nó quá hoành tráng với một cái con mô hình. Đấy, miệng của nó thì cũng có thể mở rộng ra được. Và phong cách cái đầu của nó là theo kiểu một con đầu kiểu con cua ấy, con cua đấy. Đấy, nó giống như kiểu một con cua ấy, nó là con giáp xác mà anh em. Trong bộ phim Destoroyah đấu với cả Godzilla ấy, thì thậm chí là khi mà Godzilla tấn công nó ấy, thì nó còn tự tách mình ra thành hàng ngàn những cái bản thể nhỏ. Và sau này ấy, thì là bên phe loài người ấy, là thậm chí là phải sử dụng những cái máy bắn băng để đóng băng nó lại để cho Godzilla có thể tiêu diệt được nó. Ok, ở đây chính là đối thủ của nó. Đây chính là Godzilla năm 1995. Và đây chính là đối thủ, thì các bạn có thể nhìn thấy là Destoroyah thì to và vượt trội hơn so với ở Godzilla. Đấy, Godzilla đứng với ở Destoroyah thì đúng kiểu như là một chú lùn thôi. Đấy, một chú lùn anh em ạ. Và cái chiêu laser horn này thậm chí là có thể cắt qua người của Godzilla được. Đấy, nó có thể tụ sức mạnh vào cái sừng này, sau đó thì sử dụng một cái chiêu chém từ phạt chéo xuống như này, phạt chéo xuống này để khiến cho Godzilla gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình hiện tại mình cũng không có phiên bản của Godzilla năm 1995 dạng Burning. Con đấy thì cái người nó sẽ có những cái màu đỏ đỏ rất là đẹp. Nhưng mà hiện tại thì để mà mua được phiên bản đấy chắc là rất là hiếm. Nếu có cơ hội thì mình sẽ cố gắng là tìm và mua được cái phiên bản đấy. Còn thực ra kiếm được con Destoroyah này là quá khó rồi anh em ạ. Kiếm con Destoroyah mà còn nguyên vẹn này là quá khó rồi. Bạn nhìn thấy cái cánh nó đẹp không? Cái cánh nó đẹp dã man ạ. Cái cánh nó nhìn trông cực kỳ hoành tráng luôn. Quá đỉnh. Và con Destoroyah này chắc chắn là một trong những con mô hình mà có thể nói là cực kỳ yêu thích của mình. Và nhìn đỉnh vãi chưởng. Đấy, không thể nào mà chê vào đâu được. Nó rất hoành tráng. Mặc dù vậy thì về cái khả năng chơi của nó thì mình nghĩ là không được nhiều đâu. Tại vì là các cái chi tiết, các cái part của nó khá là dễ bị rụng ra. Nên là con này chủ yếu là để bày và ngắm thôi. Và nhưng mà chỉ riêng cái giá trị để bày và ngắm một con này cũng đã quá đỉnh rồi. Con này nó sẽ đi kèm với một số những cái mô hình bé bé như thế này. Ok, còn mấy cái này hơi chặt nhỉ. Nó sẽ đi kèm với một số những cái xe tăng bé bé như này. Đây chính là mấy cái xe tăng bé bé ở trong bộ phim. Và nó sẽ tái hiện lại cái cảnh mà Destoroyah sẽ bị tấn công bởi loài người. Và chúng ta thấy là loài người trong cái vũ trụ của Godzilla này thực sự là rất nhỏ bé. Trong vũ trụ của các loài kaiju như là Destoroyah hay là Godzilla thì thực sự là con người là một cái điều gì đấy nó quá là nhỏ bé luôn. Ok, đây mình có một số các cái xe bắn băng và một số những cái xe bé bé để có thể tấn công được Destoroyah. Nhưng mà tất nhiên là với sức mạnh của Destoroyah thì sức mạnh của loài người là quá nhỏ bé so với con siêu kaiju này. Con Destoroyah này ấy, thì nó được coi là Ultimate Boss, Ultimate Foe, tức là cái con chùm cuối của thời kỳ Heisei. Và nó đến thời điểm hiện tại ấy, nhiều người vẫn đánh giá rằng là Destoroyah là con quái vật mạnh bậc nhất
ở trong vũ trụ của Godzilla. Thì ngay cả trong cái loạt phim của Legendary mà ra mắt trong thời gian gần đây như là Godzilla vs Kong ấy, thì người ta cũng dự đoán rằng Destoroyah sẽ là chùm cuối ở trong cái series này. Đấy, ở trong cái bộ phim tiếp theo về Godzilla vs Kong và phần thứ hai mà sẽ ra mắt vào đâu đó khoảng 2025 ấy, thì nhiều người cũng dự đoán là sẽ có một cái tạo hình mới ở Destoroyah, một tạo hình mới ở Destoroyah để mà có thể gọi là chiến đấu với cả Kong, cả Godzilla, và nó sẽ là một trong những cuộc chiến thể coi là kinh thiên động địa, mình nghĩ là như vậy. Đấy, thực sự thì Destoroyah quá ngầu, không thể chê vào đâu được. Đấy, biên độ cử động của con này thì nói chung là cũng không được nhiều cho lắm. Đấy, cũng khá là bình thường. Đấy, nhưng mà về cơ bản là đỉnh. Ok, thì trong video này mình cũng đã cùng cho anh em xem cái mô hình Destoroyah của mình. Cái này thì nếu mà nhìn ở ngoài đời thì chắc chắn là sẽ ngầu hơn rất là nhiều. Đấy, thực sự thì Destoroyah nếu mà chúng ta nhìn ở ngoài đời thì sẽ ngầu hơn rất là nhiều. Còn ở trên này, ở trên video này thì mình cũng chưa thể nói được hết cái độ đỉnh của cái mô hình này đến từ Esas Monster Art. Ok, mình còn một con nữa ở thời kỳ Heisei, đó là Biollante. Và trong video tiếp theo thì mình cũng sẽ mở hộp Biollante cho anh em xem nhá. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Riaki mình, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nha. Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ được gặp lại nhau sớm thôi.